Tôi gọi cho thím là vì tôi muốn gặp mặt thím trước khi giúp thím tìm công việc. Tìm việc? Ý của chị tôi là sẽ tìm việc giúp thím, nhưng mà đừng lấy đó làm cớ mà tiếp cận ba tôi. Vì cả đời này trong tim ba tôi chỉ có mỗi mình mẹ tôi thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, đó chính là kiểu người mà tôi đang cần. Một người tuyệt đối sẽ không thay lòng. Bác Hồ Sức, chúng ta hẹn hò nha. Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Là cô Lee Mi-jeon đòi hẹn hò với ba của mình. Bà ta chắc chắn biết chuyện ba đứng tên cửa tiệm nên mới tiếp cận ba thôi. Bây giờ muốn hẹn hò với anh, đây mà là chuyện bình thường hay sao hả? Chị nói đùa thôi, đùa thôi. Đùa cái gì chứ? Bà nói muốn hẹn hò với tôi, dù là nói đùa hay là bà có lý do gì khác, chúng ta hãy dừng lại tại đây thôi. Không lẽ ông từ chối tôi? Đồ đạc của ba đâu hết rồi? Chuyện gì vậy ta? Ba cũng khóa máy luôn rồi nè. Bác Hồ Xuân đã mất tích gì sao? Vòng của ba con đã bị dọn sạch sẽ rồi. Ba dọn lên gác máy lâu lắm rồi, tới bây giờ mới biết hay sao? Ba ơi, có trong đó không? Ôi da, ba ngủ quên tới bây giờ mới vậy. Ba đã nói là chia tay với cô ấy rồi, kêu tụi con đừng có lo lắng nữa mà. Hai người đang quen nhau sao? Không có. Vậy sao ba với thím đó cùng đi ra từ trong phòng? Không lẽ hai người đã ngủ chung hả? Đúng vậy đó. Cái này không phải hàng thật đúng không? Là hàng giả hả? Cái này là hàng thật 100%. Không lẽ những gì bà thím đã nói đều là sự thật sao? Con đã chụp được cảnh bà ấy đi ra từ trong tòa nhà. Con chỉ cần giúp con tìm xem bà đang làm gì. Không phải, chỉ cần tìm giúp con coi đã đi ra từ nhà nào thôi. Tìm là được chứ gì. Vậy đi. Dạ xin chào bà. Ủa, bà đang làm việc ở đây sao? Thành thật xin lỗi thưa phu nhân, bà thím này là người mới tới làm thưa phu nhân. Cái gì? Phu nhân sao? Chuyện con nhờ cô giúp con đã làm tới đâu rồi hả? Nhưng mà bà muốn làm việc ở nhà tôi thì phải làm theo quy tắc, chính là không được đem chuyện trong nhà của tôi đi ra ngoài nói. Bà có làm được không? Cô tới đó làm việc, làm gì có thời gian để hỏi thăm được. Vì là giúp việc mới tới sao? Dạ phải. Sao nhìn gì quen quen á? Cái đồ lừa đảo.